Vincenzo, Tayshaun, 2PM, ngoại hình điển trai lại phản chủ khi vào vai phản diện. Vincenzo vừa tung ra một poster mới của Tayshaun, 2PM sau khi thân phận thật sự của nhân vật do anh thủ vai được hé lộ. Trong tập mới nhất, trận chiến của Vincenzo, Song Joong-ki và luật sư Hong Jae-yong, Seo Yeo-bin đã trở nên căng thẳng và kịch tính hơn khi họ trực tiếp đối đầu với tập đoàn Babel. Hai người phát hiện ra công ty dược phẩm Babel đã tung ra một loại thuốc mới với thành phần chính là ma túy bất hợp pháp. Hong Joo-chan, Joo Jae-myung đóng, cha của Hong Chang-yo đã mất mạng sau khi phát hiện ra điều này. Đối mặt với cái chết của ông, Vincenzo tức giận đến phát điên với các kẻ phản diện. Song, đúng tôn chỉ có thù phải báo của mafia, Vincenzo đã hợp tác với Hong Jae-yong để tìm ra kẻ giết người. Cả hai đã gửi lời cảnh báo đến Choi Myung-hee, đại diện của Babel, và đốt cháy toàn bộ kho chứa hàng của Babel Pharmaceutical. Điều khiến khán giả bị sốc là cuối tập 4, kẻ phản diện thực sự đã lộ diện, đó là Jang Joo-kun, Tae Jae-un thủ vai, thực tập sinh đến từ công ty luật của Hong Jae-yong. Thân phận thật sự của hắn là chủ tịch của Babel Pharmaceutical. Tayshaun, một thần tượng và nghệ sĩ rất tài năng đầy cuốn hút, hầu hết những bộ phim truyền hình trước đây nam tài tử đều đóng nhân vật chính diện. Nhưng năm 2021 này, anh đã có một sự thay đổi. Nam diễn viên 32 tuổi, Tayshaun đã lột xác ấn tượng và mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ với vai diễn phản diện. Theo một trong những cuộc phỏng vấn trên tạp chí của mình, nam thần tượng không chắc liệu mình có thể thể hiện đúng tính cách của một nhân vật phản diện hay không, vì đây là lần đầu tiên anh gặp một vai diễn mới mẻ nhưng phức tạp như vậy. Với cách cư xử điên rồ và giống như một kẻ sát nhân trong phim, Tayshaun đã hóa thân thành công vào vai diễn này. Tính hai mặt của nam diễn viên với tư cách là một nghệ sĩ thực sự có thể được xác định. Chỉ trong vài tập phim, diễn xuất của anh chàng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người xem. Nụ cười quý dị của anh là một trong những điểm mấu chốt thu hút sự chú ý của người xem. Nhiều người ngạc nhiên trước màn diễn xuất ấn tượng của thành viên nhóm nhạc 2PM. Một số khán giả cho rằng họ có thể ghét Tayshaun vì ngoại hình hoàn hảo của nam tài tử, còn nói lên nhiều điều hơn cả vai diễn của anh ấy. Sự ác độc của anh ta trở nên kịch tính hơn. Giờ đây, Vincenzo và Hong Jae-yong đã biết rằng anh ta là kẻ đứng sau nhóm Babel. Nhiều cuộc chiến bùng nổ hơn sắp xảy ra trong các tập phim sắp tới của Vincenzo. Mặt quái dị của anh ta sắp lên một cấp độ hoàn toàn mới. Người xem đã mong chờ được thấy một màn tương tác căng thẳng hơn giữa giám đốc điều hành của Babel và luật sư mafia đáng sợ nhất Vincenzo Cassano. Khán giả cũng đang mong chờ liệu em trai Jang Han-seo có trở thành kẻ thù của mình sớm hay không và phản ứng của Hong Jae-yong sau khi biết Jang Joo-kun là kẻ thù thực sự của họ. Trong ảnh, Tae-yeon đã xé toạc chiếc mặt nạ của một thực tập sinh ngố tàu, luôn tươi cười rạng rỡ. Gương mặt thật của hắn là một kẻ máu lạnh, ác độc. Trên poster viết chú thích, tham vọng điên cuồng và chủ tịch thực sự của Babel Pharmaceuticals, tay xã hội đen và nhân vật phản diện ác độc. Nhắc về vai diễn phản diện đầu tay, Tae-yeon nói, Jang Joo-kun là một nhân vật có thể cho khán giả thấy sự khác biệt 180 độ giữa các mặt tính cách. Tôi thấy thật tuyệt vời khi có thể đóng một vai thực tập sinh ngây thơ và một nhân vật phản diện tự mãn, tất cả trong một nhân vật. Khắc họa các hành động phạm tội của Jang Joo-kun là một thử thách khác đối với tôi, vì thế tôi đang cố gắng hết sức khi diễn xuất. Vincenzo lấy đề tài tội phạm xã hội đen xoay quanh Park Joo-hyun do Song Joong-ki thủ vai. Anh được một tay trùm xã hội đen của Italy nhận nuôi và đổi tên thành Vincenzo Cassano. Để trả ơn bố nuôi, Vincenzo Cassano đã trở thành một luật sư nhằm bảo vệ cho gia tộc Italy. Tuy nhiên, sau khi cha nuôi qua đời, Vincenzo Cassano không hợp tác được với chủ nhân mới của gia tộc nên quyết định bỏ về Hàn Quốc. Từ đó, anh gặp gỡ Hong Jae-yong, Seo Yeo-bin thủ vai, một nữ luật sư bất chấp mọi thủ đoạn để giành chiến thắng trên tòa. Hai người đã đồng hành trong trận chiến chống lại những kẻ phản diện.